chúc đại gia đình chúng ta an lạc với ai phật à, những đức à, à, thấy chúng ta sống trong cuộc đời này à, không có gì quan trọng bằng à, mình mỗi ngày nuôi được cái à, quệ mạng niệm phật cầu sanh cực lạc đây là cái quan trọng nhất quý vị. À, có những buổi sáng công phu mà à, tự nhiên mình lên mình tu tập trung quý vị thấy nó lắng động cái tâm và nó đặc biệt làm sao? Nên những đức nói rằng là nơi nào những đức đến thì nơi đó những đức nhất định sẽ lập ngôi tam bảo nơi đó. Nghĩa là như những đức ở đây nhà này thì chưa thờ phật nên có cái chú giàu ông làm thượng phật ông tặng những đức một bộ thượng phật rất đẹp nên những đức nói cô chủ nhà rằng gia đình có ngôi tam bảo quan trọng lắm nên những đức thiết kế cái bằng thờ ở dưới để cái tv để mỗi ngày như túi vị ở trên thì một cách để bộ thượng phật khi những đức lễ phật thì nhìn thấy phật luôn nghĩa là nơi nào mình đến mình à. À, giống như mình sẽ lập ngôi tam bảo nơi đó cũng như là những đức à, gỡ tượng phật cho quý vị khắp nơi nơi lúc trước nên có ngôi tam bảo nó cực kỳ quan trọng quý vị nhớ giống như quý vị à, mỗi một cái uh, thờ tu mình chỗ nào thì ngôi tam bảo hình thành ở nơi đó nên khi mình niệm phật lễ phật dù là một chiếc điện thoại nhưng vì như vị thấy những đức để đó có hai hình phật ấy đại bên có nhiều người nói rằng là thầy nên để phật ấy đà cao hơn thầy nhưng đức nói đâu được đâu nếu mà để Phật ai Đà cao hơn thì những đức Phải ngang đây Khi những đức lễ xuống thì mất tiêu Không hướng dẫn ta lễ Phật được chưa? Thôi mình nghĩ lợi ích cho chúng sanh đi Chứ mình cũng đâu muốn đứng ngang với Phật Ây Đà làm gì Tâm tư mọi người Mình tự biết thôi Tại vì nó là trong cái hình ở Trong cái máy di tính Nếu mà những đức lùng Phật Ây Đà Thì những đức chỉ có ngang đây thôi khi những đức lễ Phật nó mất tiêu không thấy gì đức Đấy không nên từ nơi đó phải để gì để cho quý vị khi mà bất cứ ở nơi nào bị lễ phật thì quý vị đều thấy tam bảo hiện tiền và mang một cái tâm thành kính ở ngay chỗ đó à. nên mọi người mà có cái tấm lòng gì thì khi mình tu mình cũng nghiêm túc nhưng đức thấy cái đạo tràng không chung mình Tuy là mỗi người mỗi nơi khắp nơi nơi Vậy mà rất là nghiêm túc để mình tu tập Điều này rất là hay quý Đức tin chắc rằng Mỗi một quốc gia nào Mà nếu như mà nói về tôn giáo mà Phật giáo mà có những cái Cái cách mà suy nghĩ Mà để cho quý vị tu tại gia gì thì hay quá Quá hay luôn quý vị Quý vị hãy ngồi mà suy nghĩ thật kỹ đi Nó cực kỳ hay luôn Vì tại gia đình quý vị quý vị không đi đâu nữa quý vị cũng không vướng vào cái việc là người ta nói mình mê tín gì gia đình thấy bị xác thực rồi mỗi ngày niệm phật lễ phật ăn chay tu tâm sửa tích chuyện này là chuyện quá tốt thật sự cũng rất là tốt mà như đức thường khuyên quý vị là gì làm tròn trách nhiệm gia đình mà từ xưa giờ nghe bây giờ những đức cũng như quý vị thôi là một người cư sĩ tại gia nhất kỷ từ cái ngày mà 20 tháng 9 2024 Những đứa đi ra ngoài bây giờ là tháng mấy rồi nè Từ đó Là những đức Là một người cư sĩ Sống tại gia Việc của Tam Bảo Chùa Triền những đức không cầu dính Và những việc đó Ngày xưa cũng như quá khứ Nên mình thường nhắc mình là Quá khứ qua rồi chớ vắng vương Tương lai chưa đến chớ lo lường, hiện tại tâm bình thì là đạo, niệm Phật tự nhiên sẽ kiết tường. Có nghĩa là những cái đó quá khứ quý vị ạ. Nên đã là những cái quá khứ. Mà còn có những người nói tới nói lui thì quý vị tự làm khổ chính mình. Giống như đó là quá khứ. Từ ngày 20 tháng 9 2024 những đứa bước ra ngoài là thức trở thành một người cư sĩ tại gia. Từ đó là cuộc sống của những đức là Cũng là Áp dụng một môn niệm Phật Rồi từ đó là cuộc sống như đức trở thành Một công dân bình thường Một người cư sĩ tại gia Dù có làm ăn kiếm cuộc sống Chuyện đó cũng rất bình thường Không có gì cả Vì cũng như quý vị thôi Đúng không? Cũng là một cư sĩ bình thường Rồi biết niệm Phật Hướng dẫn cùng tu tập niệm Phật thôi Tại cái duyên như đức Từ đó giờ nó là như vậy nên cùng tu tập với vị Mỗi gia đình tu tập Dù bây giờ những đứa có làm ăn kiếm cuộc sống Đó cũng là chuyện của những đứa Chỉ cần chỉ cần đừng làm ăn chuyện gì Phạm pháp thôi Làm đúng với pháp luật đàng hoàng Không có cái gì mà là sai cả Tại vì cuộc sống mà quý vị Cuộc sống sinh nhai mà Cũng phải làm cái gì đó để có cuộc sống Như, như quý vị thôi Còn thí dụ như có những người mình được có thời gian mình mỗi ngày tu tập 4 năm thờ thì bây giờ chồng quý vị cũng làm hoặc người thân trong nhà cũng làm họ đem cuộc sống về quý vị chết trách, trách nhiệm quý vị mỗi ngày coi nhà giữ nhà coi con lo gia đình rồi có thời gian để tu nhân thích đức tu tâm sửa tích vậy thôi không? nên từ nơi đó mà mình cũng trở thành một người cư sĩ bình thường nhưng mà những đức thì cư sĩ nhưng mà những đức gọt tóc sát da đầu tại vì đức nó quen để tóc lên nó ngứa nên từ đó đó bình thường chứ thế Còn khi mà những đức à, Lên tu tập như đức bận chiếc áo lam như quý vị nè Áo chàng áo lam rõ ràng đúng không Đó Còn ở trong bên trong đồ như đức thì sao Chuyện của như đức đâu có gì đâu quý vị đó. Nên về sau cái Mẫu hình như đức bận đồ đó là Đồ giống như lỡ lỡ Cái việc đời và đạo Giống như cổ áo lãnh tụ Đồ vẫn dễ bình thường Nhưng mà bạn áo ngắn hơn Đồ tu cái ở trong chùa lại Nghĩa là bước ra ngoài cũng được Ở trong nhà cũng được Cả đời bạn đồ gì thôi Có nghĩa là Giống như vị thấy những vị mà như Như những vị như bọn tay cư sĩ rồi đó nó, nó bằng đồ vậy đó Nên những đức về sao bạn đồ gì Giống như Bước vào trong đạo mình tu tập gì cũng được Mà bước ra ngoài cũng giống 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 Ná ná người khác tiện bề khi cuộc sống ngoài xã hội bị miễn sao mà mỗi ngày diện thức lên tu với vị năm cháu thờ điều đó cũng quý quá quý vị ơi ở đâu mà tìm ra có người đầu kéo mà tu với quý vị ngày bốn năm thờ Vì tìm thấy coi đâu mà có quý vị thấy từ khi mà diện thức lập cái room tới giờ nhiều người quý vị để ý rõ ràng thấy không quý vị lên tu được thêm mấy thờ luôn á những tin chắc hồi đó quý vị cũng niệm phật lễ phật những âm điệu này nhưng mà bữa này bữa nọ lắm và tu giờ giác giờ này giờ kia giờ nọ tùm lum còn bây giờ càng ngày chúng ta càng hình hình thành ngôi tam bảo tại gia nè bị lên bị tu ổn định nghiêm túc đàng hoàng luôn giờ giác luôn và tu có lực tu đó là cái mà mình thấy rõ ràng luôn là lợi ích rất là lớn giờ chúng ta là những người cư sĩ thì bây giờ mình hành theo lời Phật dạy mình gây dựng con người sống trong cuộc đời không ai mà không có sai cái quan trọng là biết quay đầu sửa đổi thôi cái đó là cái quan trọng nên có hai hạng người mà đức phật tán tán một hạng người thứ nhất là cả đời không làm sai Bởi vì kiếm ai cả đời không làm sai hạng người thứ hai mà chúng ta chắc chắn phải dính đó là sai mà biết sửa đổi mà đạo phật là dạy chúng ta sửa đổi lỗi lầm mà chúng ta là đang bước lên con đường để sửa đổi lỗi lầm Cố gắng quý vị Nên mỗi sáng mình tu tập xong mình ngồi tâm sự một chút Có thể thời gian chúng ta tu bắt đầu từ ngày mai 4 giờ 15 chúng ta vô thờ phá tu đi Vì như Đức có một cái cảm giác như giờ này như Đức nói chuyện với quý vị Có những người đang ngồi nghe nhưng mà quý vị đang gấp gáp cái gì Tâm quý vị á đang tranh thủ bị đi nấu cơm dọn dẹp nhà để bị đi làm gì đó như đức cảm giác gì cho nên cái giờ này như đức nói chuyện nó lại không đạt bằng ba thời kia à, cái tâm quý vị á quý vị biết cái thời 9 giờ nè thời hai giờ mười nè thời buổi tối như đức nói chuyện nó rất an định tâm luôn nhưng mà chỉ có cái giờ này thôi như đức cảm giác như quý vị nó nó nó, nó phóng lẫy chỗ những đức quý vị đang như là tranh thủ đi thầy ơi con tranh thủ đang con đi đi làm đi làm cái tâm đó đó có những nhiều người vậy đó, cho nên bắt đầu từ ngày mai chúng ta bốn giờ mười chúng ta vào thời khóa tu được giờ đó cũng được rồi đó quý vị hồi đó những đức ở trong chùa chỉ có ba giờ những đức thức bây giờ những đức có khi tới ba giờ rưỡi hoặc bốn giờ giờ mình bốn giờ mười lăm thì bị bốn giờ thức dậy vì vì sinh cá nhân rồi này kia lên tu thôi cũng được miễn sao tới giờ nguyện hương mình vào mình tu thôi nên đây gọi là hình thành ngôi tam bảo tại gia từng nhà từng nhà và nay mai gì chỗ những đức tu tập đây cũng có bộ tam thánh nho nhỏ cũng như quý vị nhà <laughs> nên từ nơi đó hình thành cái ngôi tam bảo tại gia hay lắm thêm nó có thời khóa tu này thôi quá tuyệt vời khỏi đi đâu dòng do tam quốc đi xa vời gì nữa chứ thật sự nếu như quý vị mà chịu lo niệm phật rồi ở nhà lo gia đình đàng hoàng những đức nói với vị nghe quá tuyệt vời đã biết niệm phật rồi nắm chắc câu phật hiệu đi khỏi đi dòng gió tăng mắt giờ niệm phật là quan trọng là tính nguyện niệm phật Chứ vì vị đi nước này nước kia nước nọ tỉnh tông học hỏi họ đi đâu trong nước cũng niệm phật thôi mà quý vị hãy bình Tông, tâm quý vị quý đi đến tông con người có đi có gì thì chính là ngay tập trung những chỗ đông người thì đúng nhưng mà cũng nhờ những điểm Gia này quá tuyệt vời nắm cho chết đừng nghe đầu này đầu nọ đầu kia nhiều chứ cái niệm nếu như vì cảm thấy lên tu mà an lạc cứ duy trì nếu như bị lên tu mà không được lợi ích gì thì bị đi tìm kiếm tệ kể vị nếu mà tu cảm thấy an lạc cảm thấy tu pháp tu niệm mình tu được hướng dẫn người được mở rộng phạm vi ra từ trong nước ngoài nước thí dục Như thứ thấy có những trang như pháp tu niệm phật Họ like trực tiếp Khi ảnh lai like trực tiếp rồi Thì những đức thấy cái số lượng người vô khi mấy trăm người Cùng vô tu luôn Quý vị biết rằng có khi xây một ngôi chùa Mà chưa được mấy trăm người vào trong chùa đó tu Mỗi, mỗi buổi Vì mà chỉ có cái trang lập lên Thôi mà Khi lai like trực tiếp đã vào tu được Mấy trăm người Mỗi ngày Những đoạn nói chuyện này của những đức ảnh Bỏ lên cái Trang ảnh như phát tivi cũng bỏ lên có nhiều người coi được dưỡng thêm cái tính tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc vì những điều như Đức nói nó xác thực gần gũi đơn giản nhất đó. nên từ nơi đó mà cái hay mà quý vị cái tốt mà nhà Đức thấy rõ ràng mình niệm Phật lễ Phật mà con người giết nó hiền quý vị giết nó cũng chân thầm chân thật thật sự như Đức nó bảo đảm các cô này ở đây các cô niệm Phật lễ Phật nghe Đức nói chuyện với các cô chắc chắn có trách nhiệm Nhiều hơn ngày xưa Và làm vợ tốt hơn Ra ngoài cũng không dám lạng quạng này kia đâu Chắc chắn luôn Tại vì mấy cô muốn sanh cực lạc Mấy cô không có chữ con, chữ chồng hay Hay là chồng chữ vợ gì vậy bạn Tại vì mình mỗi ngày dùng cái miệng niệm Phật mà Mình đi dùng cái miệng mình chửi cái này người kia chứ Nên thật sự mà nói Mình rất là mừng Có thân người mà mình gặp Phật Pháp với quý vị mà quý vị được hành trì Phật Pháp Chứ không phải là quý vị chỉ ngưỡng mộ Phật Pháp Quý vị nhớ nè Một cái bánh ngon không thể nào chỉ ngồi để Đứng đó nhìn mà no đâu Mà một cái bánh ngon mình được ăn Nó mới no Phật Pháp nó không phải chỉ có ngưỡng mộ không đâu quý vị à Mà Phật Pháp nó phải áp dụng Và hành trì kìa Nó mới lợi ích Nên nhiều người lắm, nhiều người cũng đã ngưỡng mộ Phật Pháp lắm Ngưỡng mộ người tu hành lắm Nhưng mà chỉ có ngưỡng mộ không chưa đủ đâu quý vị à vì ngưỡng mộ người này bị mắng người khác vì ngưỡng mộ người này bị mắng người kia chưa nói lên gì cuối cùng người ta thì người ta tu người ta thành phật còn mình thì đi tạo tội nghiệp khổ đau đi ngồi suy nghĩ kỹ đi Nó. thí dụ như giờ quý vị ngưỡng mộ những đức thì bị chửi người khác những đức không có mong quý vị điều đó hay bất cứ một vị nào cũng không mong quý vị làm điều đó tại vì các ngài đều nuôi cái dưỡng cái tâm giải thoát các ngài đâu có dạy quý vị đi đỏ tam đồ Các đâu có dạy quý vị đi đỏ tam đồ ác đạo làm gì Đó là cái mà mình đi ngưỡng mộ thôi mà mình không hành chi Nếu như mình tin nhân quả thì mình làm sao dám làm điều đó hả quý vị Dám làm điều đó Bây giờ dù cho những đức có, có, có làm việc tốt gì Những đức cũng không có mong quý vị mỗi ngày đi tán tháng những đức Mà đi nói người này người kia đâu Những đức không mong điều đó quý vị đâu Vì những đức thương quý vị những đức muốn quý vị cũng như những đức được sự an lạc cho phật pháp được sự lợi ích chứ những đức đâu có mong quý vị đẩy như đức lên mà quý vị bị người ta phan hoặc là bị bị tạo tội nghiệp tam đồ đâu quý vị nhưng đức đâu có mong điều này đâu một trăm luôn chắc chắn tất cả những người tu hành chân thật cầu sanh cực lạc giải thoát không ai mong muốn những tín đồ quý mến mình những người quý mến mình phật tử quý mến mình mà đi đụng chạm người khác hết một trăm luôn đó nên á, bây giờ là những đức cư sĩ mà quý vị thấy á, khi ngồi nói chuyện với viện gì nó còn hoàn chỉnh hơn ngày xưa thật sự mà nói cuộc đời có người rõ ràng với vị đừng sợ cái dấp ngã chỉ sợ bạn không dám đứng lên thôi có khi cái dấp ngã lại là cái tốt cho cuộc đời của bạn có khi cái bị người ta chửi lại là tốt cho bạn nếu như bạn có góc độ nhận thức vì sao bạn sẽ giảm bị người khác chửi vì người ta chửi bạn cho bạn nhận thức được điều đó sẽ bị người ta chửi nên bạn sẽ giảm bớt điều đó lại để cho người ta đỡ chửi bạn lại nên những đức năng Phật pháp nó thuận nghịch Điều là sở học tuyệt vời nếu như chúng ta chỉ cố chấp cái ngã của mình thì thật sự cuộc đời chúng ta sẽ không bao giờ tiếp nhận được Phật pháp, pháp dù mình có tu lâu bao nhiêu năm đi chăng nữa mình vẫn còn là phạm phu mình chưa phải là bậc đại triệt đại ngộ thì mình phải cần tiếp nhận những lời nhắc nhở của người khác thì mình mới có cơ hội thành công về sau chắc chắn quý vị luôn nếu như luôn luôn chỉ ôm cái ngã của mình mình là người tu nhiều năm nhiều chục năm mình là hoàn toàn đúng thì chắc chắn quý vị sẽ là sai chắc chắn luôn nên từ nơi đó mà từ bây giờ bản thân những thứ dù ai khen ai chê gì những đích cũng không muốn bận tâm và biết đấy Thật sự không muốn bận tâm mà biết đến Vì sao? Vì cái thời gian con người sẽ đi đến tuổi già thôi Nếu như mình không chịu lo tu nhân tích đức Thì đến một ngày nào quý vị sẽ thấy Bây giờ còn khỏe có khi chúng ta hô hà Nay nói người này, mai nói người nọ Rồi đến một ngày nào quý vị sẽ thấy Khi quý vị hết phước rồi Thắt thấy xa cơ rồi cuộc đời Cực kỳ thấy thảm Cực kỳ thấy thảm Nếu như lúc những đức tu tập mà chỉ biết danh lợi không lo nhiệt tình cho người thì khi những đức dấp ngã này chắc chắn những đứa nằm vẹp luôn quý vị không có ai mà giúp đỡ mà thương yêu hỗ trợ mình đâu cuộc đời có người tuy là bản thân mình phải đứng lên nhưng những đức nói quý vị nếu không ai là người giúp đỡ quý vị đứng lên nổi không như bản thân những đức cũng là mạnh mẽ gặp sự cố gì cũng sẽ cố gắng đứng lên nhưng mà đều có những người xung quanh hỗ trợ Điều có những người xung quanh hỗ trợ đứng lên được Mới thành công Còn nếu người ta hỗ trợ mình mà mình không đứng thì thua Giống như Đức khuyên vị niệm Phật Vì không niệm thì chịu thua Những Đức còn tu với quý vị luôn Nếu quý vị không tu Thì chịu thua Dù bây giờ bị Phật tu với vị Quý vị không tu Thì Phật cũng nói chịu thua Tại vì ngài tu thì nghe thành Phật Còn quý vị không tu thì vị làm phạm phu gắn chịu Thấy không? Nên bản thân mình hãy tự nhìn lại mình Tự mình sửa mình là cái đặc biệt nhất Nên chúng ta thường bị một cái bệnh chung Rất nhiều người bị Đó là thường đi Chăm chích người khác Mà quên đi chính mình Đây là một cái bệnh rất nhiều người phạm phải Vì nhớ Đến một ngày nào khi hết phước rồi Kinh khủng Nó đến với mình rồi giống như tan nhà bại sản Mắc mạng đọa lạc Khổ đau Kinh lắm nên những nước nói rằng quý vị áp dụng Phật Pháp Niệm Phật, lễ Phật, sống tròn trách nhiệm đi Sống cho đúng với lương tâm mình Sống là một công dân tốt Là một công dân trung thành giữa một quốc gia, một đất nước Cứ sống như vậy cho đặc biệt như vậy đi Không có thiệt thòi đâu Quý vị sẽ có được sự bình an của nội tâm Có những người giàu sang Mà có khi người ta còn không có cái bình an của nội tâm Còn mình có được cái bình an của nội tâm Là hạnh phúc nhất trong cuộc đời này đó quý vị ơi Đừng có sợ thiệt thòi Mà đi đấu đá với người ta Đấy không nhớ kỹ đừng có sợ thiệt thòi đi đấu đá với ai. Đó là cái mà mỗi ngày chúng ta khi tu tập xong chúng ta ngồi tâm sự một chút buổi sáng gì để nhắc nhở mình cả ngày nay để Phật pháp áp dụng vào cuộc đời của mình, không buồn giận hẳn trách ai để trong tâm, không thấy mình thiệt thòi và đi đứng nằm ngồi cố gắng niệm Phật trong mỗi lúc mỗi nơi. Chúc quý vị an lạc. Chúc quý vị buổi sáng an lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.